người rất là nhiều bạn. Một lần nữa xin được chúc mừng hai thành viên bên nhau thật lâu. Kể từ anh biết anh nhớ em. Jun Phạm, cạnh tài năng âm nhạc, Jun còn ghi dấu trong lòng khán giả bằng các vai diễn ấn tượng. Sở hữu gương mặt thư sinh, nét diễn duyên dáng, Jun xuất sắc vượt qua các thử thách của trưởng phòng Hồng Đào trong Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa 3. Anh tìm em đã từ rất lâu rồi, anh chờ em qua ngày tháng lẻ loi. Ngày mai nắng sẽ tắt nơi cuối trời, và anh phía cuối giấc mơ. Chẳng cần phải trông ngóng hay mong đợi, chỉ cần người hạnh phúc bên kia cùng chờ. Nhưng mà tháng 2017 đã đến, đó chính là, hãy cùng tôi hô thật to tên của người chiến thắng nào, chính là muốn chết hả? Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ theo dõi và nghiên cứu cảm xúc của Việt An rồi báo cáo lại cho mày. Này, Việt An giết mày đi. Hai lần. Cho che lấy em cùng nhau đi trong hạnh phúc. I do, I do, yes I do, love.